Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ FO4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng phục vụ. Audio Jungle. Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi test một con hàng mới nữa của mùa 21 TOTY Nominate. Đó là con hàng Jack Grealish. Con hàng đang thi đấu cho câu lạc bộ Aston Villa. Ông này thì ngoài đời đẹp trai vãi nồi rồi. Chúng ta có mức thẻ cộng 5 thì sẽ có 5 sao kỹ thuật, 3 chỉ số ẩn là tinh tế, kiến tạo và quang người. Thi đấu ở hai vị trí đó là tiền đạo cánh trái và CM. Thông số thể chất thì có 1m80, 68 cân, bản thể trung bình. Nhìn có vẻ 68 cân có vẻ hơi nhẹ nhỉ. Mà chân 3, chân 5 nữa. Điểm nổi trội của ông này là tốc độ. Tốc độ thì là 111 và tăng tốc 116. Chỉ số chuyền cũng khá tốt, chuyền 100 lên được ngưỡng 102. Và mình chuyền dài được tận 112 anh em này. Nổi trội nhất của ông này có lẽ là khả năng dê bóng anh em ạ. Dê bóng 110, khéo léo 110, thăng bằng 108. Phản ứng rất tốt, lên đến 107. Tuy nhiên thì lại cái chỉ số lực sút và sút xa thì ở mức khá thôi, không phải hay quá. Thế mà xếp xe mở thì có vẻ hơi đuối khoản lực sút xa này. Mình nghĩ chắc là chỉ được tầm sát mép vòng cấm thôi. Ok, bây giờ anh em sẽ cùng mình vào trải nghiệm con hàng này nhé. Con Grealish này có khi lại đá được đấy anh em ạ. Không hàng Anh lại có thêm hàng mới đá. Grealish, ồ tốt nhờ. Con này cái cân nặng nó không được đẹp lắm nhưng mà lên thấy trung bình rồi. Để rồi, Grealish, đóng nào. Ui, xin được quả ti rồi này. Nó cản hơn nhiều. Ui, không ăn được quả vừa rồi kìa. Con này là vẫn là con 19 TS anh em ạ. Grealish, ui, sút quả non quá. Neymar UCL cộng 5 ok không? Neymar UCL cộng 5 chỉ là để giảm lương thôi, còn đấy sức dứt điểm rất là tệ. Nhưng mà cơ bản thì về tốc độ thì lại khá là ok. Ui rồi, Grealish vừa kiến tạo một đường bóng khá hay nhưng mà Kevin lại bỏ lỡ. Grealish, ui rồi, chọc quả khe hơi xấu tí nhưng mà thôi. Vẫn được. Ui, ok, quả đấy chọc khe thì chuẩn hơn nhưng mà mình lại lỡ nhấn đi ông Grealish này. Mẹ, bét mẹ game này cái khoản skill này. Đây rồi, Grealish. Ui, không qua được. Grealish. Ui, được không? À, ui, không vào. QD thừa lực anh em ạ. Kevin. Đây rồi. Mà cầu thủ ở các tuyến nó đồng đều anh em. Grealish. Đây rồi. Hay quá. Grealish. Ui, phí thế nhỉ. Góc của đấy đẹp ấy chứ. Cái thứ hai đó là phần lực sút của nó hơi bị non. Hơi bị non hơn so với nhiều lần mình cảm nhận. Đóng ba, ui giời ơi, cơ hội ngón thế không ăn được. Mượn để test CB, mình chưa có test CB lại. Còn mấy cái vị trí ở CDM, CM thì mình test Vera hết rồi. Không được, chân trái hơi chán rồi. Góc khó thì hơi là vấn đề. Ở đấy vào Neymar khi thành bàn. Au ba, đây rồi. Lường 23 cho một ông hậu vệ cánh. Đá lên, kéo lên đá vị trí tiền vệ cánh. Không biết đá CM, CDM này đá đấm như nào. Ui, không được. Ui, ui, quả này rùa thế. Ui, mẹ quả đấy tôi màu mẻ quá anh em, cứ thế sút mẹ đi. Nè, tạt hay nhưng mà ông Grealish này không đá được kiểu dạng đánh đầu. Kéo về làm anh em vừa hỗ trợ nhau xong rồi lại còn phát triển cộng đồng, kéo cộng đồng về như thời FO3 bác. Grealish, đây rồi, hay quá. Được nhờ. Đây rồi. Play one. Ui rồi ôi. Bố ông Lê Hoàn ông sút hai cái cọc luôn anh em ạ. Ông sút ông bật hai cọc luôn, may mà của Grealish ông ấy vào ăn hôi được. Jack Grealish, đẹp trai vãi. Đá cảm giác cầm con Thiago này nó điều bóng, nó luân chuyển bóng rất là sướng nhá. Không được. Quả đấy Grealish chạy cũng hay đấy nhưng mà bờ lăng tre của người khôn. Grealish, ui, mấy quả có gần chắc phải dùng mấy ông lực sút ngon hơn. Grealish, ui, quả xử lý tốt thế, tí có bàn. Đây rồi, Grealish, ui. À, tỷ đều không sút được. Ui, trời ơi. Phí quá.